Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Đập thủy điện lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc làm trái đất quay chậm lại, khiến ngày dài hơn. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất và gây tranh cãi nhất, được cho là có dấu hiệu biến dạng, trong khi quan chức Trung Quốc khẳng định công trình vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Theo Fox News, các chuyên gia làm việc cho tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc CTG, công ty thuộc sở hữu nhà nước, khẳng định con đập có biến dạng khoảng 3 mm. Do yếu tố nhiệt độ và mực nước thay đổi nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn. CTG đưa ra phát ngôn sau khi các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy con đập bị biến dạng khác thường khi nhìn từ Google Maps. Tờ Caixin Global dẫn nguồn tin ở Bắc Kinh nói, các bức ảnh trên có thể là do vấn đề với ảnh chụp vệ tinh hơn là do con đập gặp trục trặc. Theo Reuters, đập Tam Hiệp hiện là công trình thủy điện đắt giá nhất và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc. Trong quá trình xây dựng, con đập đã nhấn chìm nhiều ngôi làng, khiến hàng triệu người phải chuyển đến nơi khác sinh sống, làm thay đổi hệ sinh thái dọc theo sông Trường Giang. Các nhà phê bình cũng chỉ trích dự án, cho rằng con đập làm tăng nguy cơ động đất và lở đất trong khu vực. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất thế giới với chiều dài 2.308 m, cao 185 m. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, 463.000 tấn thép. Đập thủy điện với 32 tổ máy tạo ra 22,5 triệu kWh điện, tức là 22.500 MW, tương đương công suất của 15 nhà máy điện hạt nhân. Đập Tam Hiệp có vùng hồ chứa tới 42 tỷ tấn nước. Việc đẩy 42 tỷ tấn nước lên cao 175 mét so với mực nước biển sẽ làm tăng moment quán tính của trái đất, qua đó làm chậm chuyển động xoay của địa cầu dù tác động vô cùng nhỏ. Theo NASA, sự di chuyển của khối lượng nước lớn ở độ cao như trên sẽ làm ngày dài thêm 0,06 mili-giây. Tác động cũng làm điểm cực lệch đi khoảng 2 cm, theo Scientific American. Ngay từ năm 2008, quan chức chính phủ Trung Quốc được giao nhiệm vụ giám sát dự án đã thừa nhận đập Tam Hiệp có những mối đe dọa vô hình có thể gây ra thảm họa. Chúng ta không thể ngừng cảnh giác, các quan chức Trung Quốc Wang Shengfeng nói. Khi đó, Trùng Khánh, thành phố với 31 triệu dân có thể bị con đập nhấn chìm bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế tạm thời. Các nhà khoa học địa lý sinh học từ lâu đã cảnh báo về việc xây dựng một công trình thủy điện khổng lồ ở khu đông dân cư như Tam Hiệp không chỉ đe dọa đến hệ sinh thái môi trường sống của các loài động thực vật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa. Mưa ở Tam Hiệp trở nên ít hơn, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, bệnh dịch có nguy cơ lan tràn. George David, chuyên gia tại Đại học George Washington, người có 24 năm nghiên cứu ở lưu vực sông Trường Giang và các tỉnh lân cận, đã nói vào năm 2008. Khi con đập được xây dựng vào năm 1992, các nhà hoạt động nhân quyền đã bày tỏ lo ngại về việc hàng triệu người sống ở khu vực xung quanh phải chuyển đi nơi khác. Dù Tam Hiệp là trung tâm phát triển ở phía Tây Trung Quốc, kết quả là hơn 1,2 triệu người tại hai thành phố và 116 ngôi làng phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Một số trường hợp chỉ nhận được khoản tiền đền bù ít ỏi. Với những người tiếp tục sống ở gần nơi con đập hoạt động, họ phải luôn đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, biến đổi hệ sinh thái. Phan Xiao, nhà địa chất làm việc tại Cục Khai thác và Khai thác Tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Tứ Xuyên, nói những vụ lở đất trong vài năm qua khiến hàng chục người chết có liên quan trực tiếp đến hoạt động làm đầy các hộ chứa nước ở đập Tam Hiệp. Một trong những nỗi sợ lớn nhất là con đập có thể gây ra các trận động đất lớn, bởi vì hồ chứa nước nằm ngay trên hai mảng đứt gãy lớn là Jiwansi và Jigubadong. Con đập cũng làm ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các loài cá ở hạ lưu sông Trường Giang. Kết quả là số lượng quần thể của các loài cá giảm mạnh, loài cá heo ở sông Trường Giang thậm chí còn gần như biến mất hoàn toàn. Năm 2011, 5 năm sau khi con đập chính thức hoàn thành, chính quyền Trung Quốc thừa nhận dự án đã gây ảnh hưởng đến xã hội và môi trường nghiêm trọng, hứa sẽ chi số tiền tương đương 124 tỷ đô la Mỹ đền bù. Đến năm 2019, số tiền đền bù mới chỉ được giải ngân một nửa. Năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm đập Tam Hiệp và nhấn mạnh rằng việc phục hồi sinh thái sông Giang cần phải được ưu tiên hàng đầu. Siêu đập Tam Hiệp bị vỡ, Trung Quốc sẽ thế nào?
Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và thế giới. Tuy đập Tam Hiệp mang lại nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng nếu con đập này vỡ thì Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng kinh khủng. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức hoàn thành vào năm 2009. Con đập này sẽ chắn ngang một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc là Dương Tử. Đập Tam Hiệp chặn Trường Giang, sông dài thứ 3 trên thế giới tại Tam Đảo Bình, Nghi Sương, Hồ Bắc, Trung Quốc. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1994, nó là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Hồ chứa nước của nó đã bắt đầu có nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2003 và sẽ chiếm toàn bộ vị trí hiện tại của khu vực Tam Hiệp Thơ Mộng, nằm giữa các thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Bồ Lăng, thành phố Trùng Khánh. Được làm từ bê tông và thép, đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông chủ yếu cho thành đập, 463.000 tấn thép đủ xây dựng, 63 tòa tháp Eiffel, đào 102,6 triệu mét khối đất. Thành đập cao 181m so với nền đá, mực nước đập cao tối đa 175m trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110m. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước 1045 km vuông. Con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục thế giới như đập xây dựng bằng bê tông và thép có chiều cao 181m, hồ chứa rộng nhất trải dài 610 km vuông, hơn 102 triệu 600 nghìn mét khối đất đá được chuyển để mở đường cho 27,2 triệu mét khối bê tông và 463 nghìn tấn thép đủ để xây dựng 63 tháp Eiffel. Công suất lắp đặt 18,2 GW, cuối cùng là chi phí theo công bố bỏ ra để xây dựng đập lên tới 22,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì con số thực sự có thể lên đến 30 tỷ đô la Mỹ. Mực nước trong đập ở mức tối đa cao hơn mực nước biển 175m, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110m. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước là 1045 km vuông, chứa lượng nước lên đến 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức làm trái đất quay chậm lại so với bình thường. Vỡ đập Tam Hiệp Trung Quốc sẽ ra sao? Là con đập lớn nhất thế giới với hàng loạt những kỷ lục. Thế nhưng đập Tam Hiệp là như con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm nếu như gặp phải sự cố, trong số đó là sự cố không mong muốn nhất là vỡ đập. Trong khi sóng thần do thiên nhiên tạo ra xuất phát từ những con động đất ngoài đại dương tràn vào lục địa, gây ra sự tàn phá và thiệt hại kinh hoàng trong một vùng dân cư rộng lớn. Ngược lại, ở đập Tam Hiệp có thể tạo ra hiện tượng sóng thần do con người gây nên khi con đập này bị vỡ. Theo tính toán, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và chỉ mất 5 đến 10 phút, toàn bộ vùng hạ lưu sẽ bị xóa sổ. Toàn bộ dân cư hàng trăm triệu, kể cả ở các thành phố lớn sẽ bị cuốn ra Biển Đông. 1/3 diện tích Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất bao gồm Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải mà dân cư sinh sống sẽ bị chôn vùi trong nước lụt. Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với thế giới hàng ngàn năm qua sẽ tan biến trong nước lũ. Hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị chìm trong nước lụt từ 5 đến 10 mét. Hàng chục ngàn nhà máy, kỹ nghệ, xưởng, hãng sản xuất hàng để xuất khẩu cùng với tàu bè thương mại, kỹ nghệ, du lịch sẽ bị tàn phá, ngập nước và cuốn ra Biển Đông. Mất nguồn cung cấp điện khổng lồ, Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành, tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp vỡ là không thể kể xiết. Thế nên đập Tam Hiệp được coi như tử huyệt của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí bố trí hàng chục tiểu đoàn từ bộ binh, phòng không không quân, tên lửa xung quanh con đập này. Theo tính toán, trừ khi có một cuộc tấn công quy mô cực lớn nhằm vào con đập này hoặc một trận động đất chưa từng có trong lịch sử xảy ra tại đây thì đập Tam Hiệp mới có thể bị vỡ. Động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc rạng sáng ngày 2 tháng 7 làm dấy lên lo ngại có thể gây sạt lở đất và làm trầm trọng thêm tình hình của đập Tam Hiệp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA phát cảnh báo mưa lớn hôm vừa qua trên khắp Trung Quốc, đánh dấu ngày thứ 31 liên tục, Taiwan News đưa tin. Thêm vào đó, một trận động đất đã xảy ra ở khu vực phía trên đập Tam Hiệp. Cụ thể, lúc 4 giờ 08 phút hôm thứ Bảy vừa qua, một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên, ở độ sâu 8 km. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, huyện Nhược Nhĩ Cái nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và khu vực cực bắc của Châu Tự trị Dân tộc Tạng,
Khương Nga Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Dù cường độ của trận động đất không lớn lắm, nhưng độ sâu nông của động đất trong bối cảnh có mưa lũ nặng nề ở khu vực phía Tây Nam Trung Quốc dẫn tới lo ngại về nguy cơ sạt lở đất. Theo Taiwan News, CMA cũng đã phát cảnh báo mưa lớn từ 8 giờ ngày hôm trước tới 8 giờ ngày hôm sau đối với phía Nam Giang Hán, phía Tây và Nam Hạ Giang, phía Bắc Giang Nam, miền Trung Vân Nam, phía Nam Quý Châu, Hồ Bắc An Huy, phía Bắc Hồ Nam và Đông Bắc Giang Tây. Trong vài ngày qua, lũ lụt nặng nề đã được ghi nhận ở cả phía trên và dưới đập Tam Hiệp, trong đó có cả tại thành phố Nghi Xương, cách đập Tam Hiệp 40 km và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trước đó, trên mạng Internet của người dùng Trung Quốc đã có một số cảnh báo về nguy cơ với đập Tam Hiệp nếu xảy ra động đất. Một YouTuber người Trung Quốc nói rằng lũ lụt ở Trung Quốc năm nay đang vượt xa đợt lũ năm 1998, đồng thời dự đoán rằng nếu động đất xảy ra ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể khiến một trong những đập nhỏ hơn bị vỡ. YouTuber này cảnh báo nếu điều này xảy ra có thể dẫn đến hiệu ứng domino, một đập bị vỡ dẫn tới những đập khác cũng vỡ và bản thân đập Tam Hiệp sẽ chịu một sức ép khủng khiếp. Vâng, thưa quý vị, bản tin tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.